Không biết mấy anh chị thí sinh khác thì sao, chứ tôi là tôi thương, tôi quý từng cái phiếu báo danh này nè. Cứ sau mỗi vòng thi là về tôi lại lén lén ép nó vô tập cho nó phẳng phiu trở lại, mà lòng thấp thỏm không biết lần sau mình còn có được cái phiếu tiếp theo nữa không. Rốt cuộc cũng sưu tập được đủ 4 phiếu. Được vô chung kết mừng lắm, suốt đêm cứ đi lên đi xuống gõ cửa phòng cứ chạy vô. Ba nói với con câu này nữa thôi là ba đi ngủ, cái nó thôi ba đi ngủ đi, cái rồi lại lên hơi chạy xuống, ba nói một câu nữa thôi, cái chị này quan trọng lắm, rồi ba đi ngủ. Rồi cứ vậy làm lên làm xuống hoài, cả đêm không ngủ được. Đó là một cái kỷ niệm đầu đời mà không bao giờ tôi quên và cả gia đình không quên được.
vẫn mãi người đi vâng thưa quý vị và các bạn, chú Nguyễn Văn Tốt 74 tuổi đến từ Bình Thuận đã chọn ca khúc Hương Thầm của nhạc sĩ Vũ Hoàng thơ Phan Thị Thanh Nhàn để thể hiện cho đêm tình ca. Thưa quý vị, và bây giờ xin được mời nhận xét từ ban giám khảo. Xin được kính mời nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Kính thưa bác Nguyễn Văn Tốt, tối nay bác hát rất là tốt. Hát tự tin, hát rất tròn trịa và đầy cảm xúc, hồn nhiên. Mong bác cứ như thế này mà phát huy mãi thì đạt nhiều kết quả tốt. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Thưa quý vị yêu mến tiếng hát của thí sinh Nguyễn Văn Tốt, chúng ta hãy soạn tin nhắn 03 gửi về tổng đài 8534 thưa quý vị.